Cũng trong chiều nay 19 tháng 12, nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức dòng chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí nhằm chào mừng 30 năm thành lập tỉnh, đồng thời tạo sân chơi mới để thiếu nhi Bà Rịa Vũng Tàu thể hiện năng khiếu ở các bộ môn nghệ thuật. Cuộc thi chia làm 3 bảng, bảng A dành cho các trẻ em từ 6 đến 8 tuổi, bảng B từ 11 tuổi và bảng C từ 12 đến 15 tuổi. Ở dòng sơ khảo, thí sinh dự thi theo hình thức trực tuyến, dòng bán kết và chung kết thì trực tiếp từ gần 60 tiết mục ban đầu trải qua dòng sơ khảo bán kết 21 tiết mục xuất sắc nhất tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí của nhà thiếu nhi tỉnh đã vào dòng chung kết tại dòng chung kết chất lượng các tiết mục dự thi được nâng lên rõ rệt nhiều thí sinh đã thể hiện giọng hát điệu nhảy múa điêu luyện sắc sảo hơn hẳn so với chính mình ở dòng sơ khảo bán kết kết quả này càng khẳng định các thí sinh đã có sự tập luyện dày công đầu tư chu đáo và tự dưng lên bản thân rất nhiều để bảo đảm quy định phòng dịch COVID-19, ban tổ chức đã xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với tất cả những người tới dự dòng chung kết, bố trí thí sinh, người thân vào hội trường cổ vũ, giữ khoảng cách nhất định và tuân thủ mọi quy định phòng dịch suốt thời gian tham dự.